Bão Yagi, cơn bão mạnh nhất 30 năm qua, cùng nhiều điểm bất thường đã gây ra mưa lũ tàn phá miền Bắc, khiến hàng trăm người chết, mất tích, bị thương. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới đây cho thấy, cơn bão số 3 đã tác động toàn diện tới tình hình kinh tế xã hội của nước ta, gây thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân và nhà nước tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ước tính sơ bộ chưa đầy đủ, thiệt hại về tài sản do bão số 3 gây ra hàng chục nghìn tỷ đồng. Tác động của cơn bão số 3 đã khiến tốc độ tăng trưởng 6 tháng cuối năm của cả nước và nhiều địa phương dự báo chậm lại. Ước cả năm, GDP có thể giảm 0,15% so với kịch bản ước tăng trưởng có thể đạt 6,8-7%. Trong đó, khu vực nông lâm thủy sản giảm 0,33%, công nghiệp và xây dựng giảm 0,05% và dịch vụ giảm 0,22%. Theo đó, các vấn đề xã hội, nhất là y tế, giáo dục, môi trường, nước sạch nông thôn, nước sạch đô thị, đời sống người dân cũng là những vấn đề nằm trong bộ tiêu chí nông thôn mới bị ảnh hưởng, thậm chí nhiều tiêu chí bị xóa sổ, phải nhanh chóng khắc phục lại. Việc tái thiết lại cuộc sống sau bão lũ là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết đã và đang được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các địa phương rốt ráo triển khai để sớm ổn định đời sống người dân, chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân. Những ngày vừa qua, Lào Cai là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nhất bởi lũ quét, sạt lở đất. Việc cấp bách tại vùng rốn lũ Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai thời điểm này, bên cạnh công tác tiếp tục tổ chức tìm kiếm cứu nạn, là khẩn trương tái thiết sớm ổn định đời sống người dân sau lũ. Huyện Bảo Yên đã lên phương án xây dựng khu tái định cư cho đồng bào và nhận được sự đồng thuận của toàn bộ người dân. Tại thôn Làng Nủ, huyện Bảo Yên đã lấy ý kiến người dân về việc xây dựng khu tái thiết nhà ở. Về cơ bản, người dân nhất trí với phương án khu tái định cư mới. Các hộ dân đề nghị kiến trúc nhà ở theo truyền thống của đồng bào dân tộc Tày được xây dựng bằng vật liệu xi măng cốt thép, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt và sản xuất. Diện tích tái định cư cho 35 hộ dân là gần 9 hecta bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Gia đình anh Lương Văn Sơn là một trong 8 hộ dân được vận động hiến đất để xây dựng khu tái định cư cho 35 hộ dân sau lũ. Ngay sau khi được cán bộ thông tin về sự việc, gia đình anh đã ngay lập tức đồng ý mà không hề đắn đo, cân nhắc. Thì lúc chính quyền địa phương về thì cũng hoạt động là cái thôn ở đây, mấy nhà ở đây thì để chia sẻ cho bà con ở bị tai hại lũ lụt đấy, thì cũng ở gia đình cũng nhất trí thôi, cũng là bên bạn cũng chia sẻ nhau cho anh em thôn bản để cấu kết với nhau, rồi những cái người còn sống lại thì cũng phải chia sẻ cho nhau để ở thôi. Trước mắt, để người dân mất nhà có chỗ ở, không phải đi ở nhờ, từ ngày 14 tháng 9, huyện Bảo Yên đã bắt đầu tiến hành tổ chức san gạt, xây nhà tạm cho bà con trong lúc chờ nhà mới, đảm bảo thuận lợi về giao thông. Mỗi căn nhà rộng khoảng 30-40 m², có đầy đủ công trình phụ, điện, nước. Dự kiến địa phương này sẽ hoàn thiện khu vực tạm cư này trong vòng từ 5-7 ngày tới. Chúng ta phải quyết tâm xây một cái Làng Nủ mới, phải đẹp hơn cái Làng Nủ cũ, an toàn hơn, tuyệt đối hơn so với cái Làng Nủ cũ. Chúng ta làm vì cái Làng Nủ ấy, vì những người mất và vì truyền thống văn hóa ở cái làng này. Thế nên là bà con nhân dân là phải hết sức là đoàn kết, xong rồi thương yêu đùm bọc lẫn nhau trong cái đoạn khó khăn này. Về lâu dài, tỉnh Lào Cai xác định dành quỹ đất khoảng 20 ha để tái thiết cuộc sống cho người dân, địa điểm mới, đảm bảo các yếu tố an toàn, điều kiện sinh hoạt và môi trường sống xanh, sạch đẹp. Đây được coi là nhiệm vụ cấp bách nhằm đảm bảo cuộc sống lâu dài và an toàn cho người dân sau thảm họa thiên tai. Nếu như nắng nóng hạn hán chỉ gây những hậu quả đáng kể cho trồng trọt chăn nuôi, thì lũ ống lũ quét dường như xóa sổ hoàn toàn. Trong khi với đồng bào vùng cao, đây là những tài sản và sinh kế chính của họ, có nguy cơ mất trắng, khó có thể khôi phục một sớm một chiều. Trong đợt lũ cùng với hoàn lưu cơn bão số 3 vừa qua, toàn bộ 280 cây na trên 7 năm và 80 cây na khác hơn 4 năm của anh Bùi Đức Mạnh, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng đều bị nhấn chìm trong biển nước và bùn đất. Diện tích na này cũng là nguồn thu chính của gia đình, vậy mà giờ đây toàn bộ sẽ phải chặt bỏ và không thể cứu vãn được. Bây giờ thì là cái số na của tôi ở dưới vườn
bây giờ là nó sẽ chết hết. Thì cũng dự kiến là cũng khắc phục. Tới đây gia đình tôi là cũng chặt bỏ đi xong rồi là thuê máy về để san gạt lại vườn để chúng tôi lại canh tác lại. Nhiều diện tích cây ăn quả hoa màu tại Thái Niên cũng đều bị lũ bùn ngập úng và phá hủy toàn bộ. Với lượng bùn đất lớn trong vườn ngoài bãi thì ngay cả việc sử dụng máy xúc để dọn dẹp, người dân ở đây sẽ phải mất nhiều tuần mới có thể canh tác trở lại. Vâng, cái đất của chúng tôi, cái đất xúc ở đường ra gọi là đất thải mà khi bị lụt phù sa bồi lắng vào ấy, thì cái đất đấy thì cũng là tương đối là tốt, thì chúng tôi sẽ sử dụng để đổ vào vườn và các gốc cây, thì sau này cũng là một cái lượng coi là nguồn đất rất là tốt. Theo Ủy ban Nhân dân xã Thái Niên, cơn bão số 3 đã gây thiệt hại trên 67 hectare rau màu, cây ăn quả và trên 7 hectare ao cá. Đến nay, địa phương đã rà soát diện tích có thể canh tác ngay, đồng thời sẽ hỗ trợ các thôn để phục hồi tái tạo trồng mới lại các vùng rau màu. Trên địa bàn tỉnh Lào Cai, ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 toàn tỉnh có hơn 600 điểm ách tắc giao thông, chủ yếu do sạt lở đất đá. Đây là tiêu chí quan trọng bị ảnh hưởng thời gian vừa qua. Trong những ngày này, các đơn vị bảo trì thi công luôn chủ động và ứng trực 24/24 giờ, nắm bắt theo dõi diễn biến thời tiết để có giải pháp ứng cứu kịp thời. Đối với các tuyến giao thông bị sạt lở chia cắt, các phương thức thi công từ ngoài vào trong sẽ được thực hiện để nhanh chóng xử lý dứt điểm các vị trí gây ách tắc. Hiện nhiều tuyến đường đã được thông tuyến. Hiện nay đến thời điểm này còn một số những địa phương vẫn còn đang cô lập y tí ao chu. Thì dưới sự chỉ đạo của ban tỉnh cũng như là lãnh đạo ngành giao thông vận tải thì ban quản lý và trình toàn bộ sẽ quyết tâm làm ngày làm đêm để thực hiện tiếp tục mở đường xử lý các vị trí sạt lở. Tuy nhiên, do nhiều vị trí sạt lở có khối lượng đất đá lớn, công tác khắc phục chủ yếu là thủ công. Cùng với đó, một số đoạn xuất hiện thêm các vết nứt gãy, tiếp tục xảy ra sạt lở, gây khó khăn cho các đơn vị thi công. Tính đến nay, trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và đường giao thông cấp huyện, xã vẫn còn hàng trăm điểm sạt lở, ách tắc. Ngành giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị ứng cứu, khắc phục nhanh nhất các sự cố, xử lý kịp thời các điểm sạt lở ngập úng, tiềm ẩn tai nạn giao thông, quyết tâm thông các đường giao thông sớm nhất. Đối với các cái tuyến đường mà không có xây dựng cơ bản thì đối với các cái ban bảo trì phối hợp với các cái đơn vị quản lý đường bộ thì khắc huy động nhân lực máy móc thiết bị để huy động đảm bảo giao thông một cách nhanh nhất. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng ngành giao thông vận tải vẫn đang nỗ lực huy động tổng lực, sẵn sàng đêm ngày để khắc phục nhanh, xử lý kịp thời các tình huống cấp thiết nhằm thông đường phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Công tác phòng chống thiên tai là nhiệm vụ luôn được các cấp ngành, địa phương chú trọng, trong đó quan tâm gắn công tác phòng chống thiên tai với phong trào xây dựng nông thôn mới luôn là yêu cầu cấp thiết. Có thể thấy thiên tai không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng mà còn ảnh hưởng lớn đến tài sản sinh kế của người dân, đặc biệt là tư liệu sản xuất của người dân vốn luôn chịu tác động trực tiếp. Với những vùng chịu nhiều tổn thất bởi thiên tai thì tiêu chí này luôn ảnh hưởng lâu dài cho người dân. Theo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, mặc dù đã được những kết quả tích cực, song việc thực hiện tiêu chí an toàn phòng chống thiên tai trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các địa phương vùng cao vẫn còn những khó khăn hạn chế. Trong đó, việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống quan trắc, giám sát, cảnh báo chuyên dùng, cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng cần được chú trọng hơn, bởi đây sẽ là cơ sở nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại cho các địa phương chịu nhiều tổn thương đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới. Hệ thống ở cơ sở hạ tầng ở nông thôn, kể cả là những cái địa phương mà đạt chuẩn nông thôn mới, thì chúng ta thấy rằng là cái qua thực tế vừa rồi thì thấy là cái việc khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng đấy với cả thiên tai là nó kém. Một số những cái mà vừa mới mưa lũ xong cái là đường đã bị trôi rồi. Thực ra là vì cái quá trình về thời tiết thiên tai cho nên là cái điều kiện kinh tế của người dân ở cái khu vực đó nó cũng hạn chế. Cũng kém hơn là so với cả các vùng xung quanh. Cho nên là cái việc đầu tư, cái việc mà gọi là lo lắng rồi các cái việc tăng cường cho cái việc thiên tai này nó không được nhiều. Về lâu dài, một số ý kiến cho rằng giải pháp đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai trong xây dựng nông thôn mới là các cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành chức năng của tỉnh
tích cực lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai và công tác quy hoạch đầu tư, xây dựng, nâng cấp và vận hành hiệu quả các công trình hạ tầng cơ sở. Cần gắn xây dựng nông thôn mới với chuyển đổi cơ cấu cây trồng và trồng rừng để hạn chế tối đa những tác động tiêu cực của thiên tai tại những vùng lũ có nguy cơ về sạt lở, lũ quét. Khi rừng thưa thì biển cũng lắm nhọc nhằn. Mà cứ để cái tình trạng rừng như thế này ấy, thì chúng ta thấy rằng là khó có thể chống được cái là lũ, và đặc biệt là cái hệ sinh thái của rừng chúng ta mới chủ yếu là tính độ che phủ thôi. Chứ còn hệ sinh thái của nó là tầm trung và tầm thấp, đặc biệt là tầng thấp để ngăn cái nước chảy chậm, để cho nó chảy chậm lại. Thì chúng ta thấy là hiện nay còn thiếu, thì nếu như mà chúng ta không gắn với lại cái chương trình này thì chúng ta thấy là cái hệ sinh thái khó có thể đảm bảo chống được cái nước lũ. Có thể thấy sau bão lũ, nhiều gia đình mất trắng tài sản. Khi không còn tài sản, khoản nợ cũ vẫn còn thì đồng nghĩa với việc người dân khó có thể tiếp tục vay vốn tạo dựng lại cơ nghiệp nếu không có chính sách chuyên biệt. Để ban hành ra một chính sách cho vay chuyên biệt, cần có sự phối hợp của nhiều bộ ngành và chính quyền địa phương. Nhiều ngân hàng đã có những nghiên cứu chính sách giãn, hoãn, khoanh nợ, chính sách tín chấp, gói lãi suất cho người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp vay vốn ưu đãi để kịp thời tái thiết sản xuất. Mức giảm là mức 0,5% cho từ nay đến cuối năm cho toàn bộ các cái dư nợ hiện hữu và các dư nợ vay mới của khách hàng và người dân vay vốn sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng lớn về bão lũ. Nhưng cũng phải cho vay các khoản vay mới để khách hàng có thể phục hồi sản xuất kinh doanh sau bão lũ. Miễn giảm lãi, giãn nợ, hoãn nợ, đó là những giải pháp mà ngân hàng thương mại có thể chủ động áp dụng ngay cho khách hàng. Nhưng xét về lâu dài, để cơ cấu lại một thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, thì ngân hàng nhà nước cần ban hành thông tư hướng dẫn cụ thể, đặc biệt để khoanh nợ, xóa nợ, thì địa phương phải công bố thiên tai trên diện rộng, trình chính phủ quyết định. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị thường trực chính phủ với các địa phương bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 về các giải pháp khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân doanh nghiệp ổn định đời sống, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các bộ ngành địa phương cần tập trung triển khai 6 nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hậu quả lũ, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh trong thời gian sớm nhất. 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. 1. Nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm về bảo vệ tính mạng an toàn sức khỏe của nhân dân. 2. Nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm về hỗ trợ khôi phục các hoạt động đời sống xã hội để ổn định cuộc sống nhân dân. 3. Nhóm giải pháp trọng tâm về hỗ trợ các cơ sở sản xuất hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp để khôi phục nhanh chuỗi sản xuất, cung ứng, lao động, phục hồi và thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế. 4. Nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm về chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với thiên tai bão lũ, ngập lụt, sạt lở trong thời gian tới. 5. Nhóm nhiệm vụ giải pháp về cơ chế chính sách giải pháp cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính để triển khai các chính sách hỗ trợ. 6. Nhóm nhiệm vụ giải pháp về kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đây là những giải pháp quan trọng trong việc sớm ổn định cuộc sống của người dân, đồng thời góp phần giúp các địa phương tái thiết và giữ vững được những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới. Khẩn trương khắc phục cái hậu quả của cơn bão Yagi, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Như vậy là cái 4 cái nội hàm rất là quan trọng. Việc thực hiện lồng ghép kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới với phòng chống thiên tai là hết sức cần thiết, nhằm đảm bảo tính bền vững cũng như thành quả của các địa phương trong xây dựng nông thôn mới là yêu cầu cấp thiết. Để phòng chống thiên tai hiệu quả, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở, và ý thức trách nhiệm của người dân trong việc xây dựng một cộng đồng bền vững, an toàn trước thiên tai.